Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Thực tế, qua một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị cho thấy, việc triển khai tổ chức đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra, cũng như việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn, công tác bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ cơ bản hoàn thành tốt. Qua thực hiện đề án phân cấp ủy quyền, đã phân cấp 18 nội dung trên 5 lĩnh vực trọng tâm, đồng thời ủy quyền 51 nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện và 21 nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc sở ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện. Qua thí điểm, đã phát huy tính chủ động, thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu quận, phường, công tác điều hành đảm bảo ổn định, thông suốt, hiệu quả. Dân chủ được phát huy, vai trò giám sát của mặt trận và các đoàn thể được chú trọng tăng cường. Tuy nhiên, thực tế triển khai đã có những vướng mắc, bất cập phát sinh. Trong đó, thành phố đề nghị Quốc hội tăng thêm ủy viên chuyên trách của các ban hội đồng nhân dân thành phố, thống nhất chung về chế độ công vụ đối với cán bộ tại phường. Bởi hiện tại, các chức danh cán bộ khối đảng, mặt trận, đoàn thể phường chưa liên thông với quận, tăng thêm biên chế công chức phường phù hợp với mật độ dân cư, khối lượng công việc. Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thống nhất để Đà Nẵng tăng thu nhập cho cán bộ công chức viên chức từ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi ngân sách đảm bảo đủ nguồn cải cách tiền lương và an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách. Thành phố cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn của quận phường, đảm bảo tính chủ động như là cấp ngân sách, đặc biệt là nguồn tăng thu cái dư để chủ động bổ sung dự toán phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Qua thảo luận, trao đổi của các đơn vị địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá, việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị qua một năm triển khai, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Trên nền tảng này, các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 119 của Quốc hội, đề án phân cấp ủy quyền cần tiếp tục chú trọng. Tôi thấy là khi mà đề án phân cấp này thì cái công việc của các sở ngành là đưa về địa phương hoặc là ủy ban đưa đến các sở thì nó rất là gọn, không nhất thiết là phải đi kéo quá nhiều thời gian. Rồi tôi thấy cái đề án này đang rất là tốt và chúng ta tiếp tục đánh giá thử cái hiệu quả của này như thế nào để chúng ta có thể điều chỉnh bổ sung những cái vấn đề ủy quyền thì nó có thời gian. Nếu trong quá trình ủy quyền mà cấp được cái người và cấp được nhận cái sự ủy quyền đó mà thực hiện không đúng quy định thì chúng ta phải thu hồi cái ủy quyền nó lại ngay. Cho nên cái thanh tra kiểm tra cái việc ủy quyền này là rất quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính làm việc trực tiếp với các địa phương để xây dựng dự toán phù hợp. Chúng ta xây dựng cái dự toán nó cụ thể trên cái tinh thần là đảm bảo đủ các cái điều kiện tối thiểu, một nguồn kinh phí tối thiểu để các địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như là phát sinh. Tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất vẫn là cái khâu dự toán. Các anh chị làm việc tốt dự toán đây thì nó sẽ ổn. Là đề nghị phải chính đó, là nên dành cái phần dự phòng đó, ở mức độ và tiếp tục tham mưu có cơ chế khuyến khích các cái địa phương có nguồn thu cao để rồi hỗ trợ ngược lại cho họ để làm cái động lực. Thì tài chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, các quận, phường sớm đánh giá tổng thể việc thực hiện chính quyền đô thị, lưu ý về vai trò giám sát của mặt trận, đoàn thể và người dân, rà soát các bất cập để kiến nghị tiếp tục tháo gỡ. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh cao điểm tiêm chủng phòng COVID-19.